miền miền ấy trong xé bà bốn. Ok chơi mà bà nhận nhận nắng có bán ở đây bà 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 Phật cho chúng ta mà sắp xa việc cái mà sắp xa kia này hỏi chúng ta kiểu vì tầm lấy đấy kém bàn bà chúng ta sẽ kêu tâm vô phôi phong tâm việc hạ kém bán chỉ như vậy bà bà chân sông vẫn tích hay chúng ta cái thằng chống đi tuần tích chìa cái cháu thì sợ bà 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 chân cái mắt hạ ao nhạc thôi lúc nước dây ta phải quạt cầm hồn chắc trong căn tù thì nắng trong biên phòng interview mà những cái nội mặt là kệ bà nhưng mà tới như tôi thang thì phát toàn biển chắc là máy cũng không thể áp đẹp phòng là bà ở một tất cả có cái mơ phòng cũng bị háo nhạc mơ nó ăn chung kẻ đại dạo bao xa tổ à lấy xong mà nẹ tiền bà xong nẹ tiền lươn thích bằng hôn ăn miền tê lợ chờ ăn mán ấy bảy máu proy từ bát từ là cái bà miền miền này kế ok còn anh giấy muốn nữa ta bà bảy máu còn một chân vô hợp ca này trong chơi đi về năm thứ hai kia thì chặt đòn này cô tha tệ tôn thần năng ở đây để nhóm chặt đòn cứ thiện bảy mạng nắng cứ attitude mindset ឲ្យ មាន ផ្នត់ គំនិត ជា ម្ចាស់ តោះណា បងប្អូន ឡើយ ហ្នឹង ផ្នត់ គំនិត ជា ម្ចាស់ ដើម្បី ឲ្យ យើង ក្លាយ ទៅ ជា real middle management ណា ព្រោះ ចកេះ នេះ ឥឡូវ បងប្អូន មើល ចកេះ គឺ ជា កន្លែង ត ភ្ជាប់ មកណាត់ ក្រុម និង មកណាត់ លើ អា ហ្នឹង បើ យើង និយាយ ពី រាង កាយ របស់ យើង មែន ទេ តែ បើ ចកេះ យើង អន់ ចកេះ យើង ខ្សោយ តើ ខ្លួន យើង ឈ កើត ទេ បើ ចកេះ យើង ខ្សោយ chúng dương chỉ middle management này chỉ game bán này cứ chỉ nẹt top shop từ owner từ shareholder hay chỉ nẹt top shop từ ground từ bốc lực đến front line nhá nó cứ chỉ nói đại sản thành hay đầm bay sản phẩm bán là cost objective nó cứ dương miên content và dương trả ơn và party mũi cứ dương để JP professionalism hay nâng core value chắc để cứu trăng để dây trăng xua đó thà chọn cắt phạt tìm mùi đó nghe ta môn pê riêng cày pê riêng dương miền này phải chọn vậy vậy dương miền này đi chìm ra ăn mà môn pê riêng còn chăng âm long pê riêng còn chăng cày pê riêng còn chăng sầm nút xua ta dương riêng thế ấy dương màu riêng thế ấy tì pí cứu màu pê riêng thế ấy vậy vậy mấy cái dương chạy phơi như đây kìa mày nè xua lót bằng phôn hay xua ra cho hai đấy bằng cầm hôn dương trở này lui ở dương mà riêng hay hai đấy bằng dương trở này pê về liệp to luôn dương nó dương mà riêng nó sấy chứ phải giáo để dương thở mưa khơi nhờ tranh vì nâng anh nâng cứ chấm nói tại sầm khăn tệ tôn attitude cứ ế là giáo bớt này cả ruột bao dương ruột ở miền phải giáo ruột ở miền cả ri chấm ra anh cùng ruột nơi tận đai pi mà ngay thưa đương tận đai là à tận đai nó mà ban khó bị hiện cua xong tịch អាតដែលហើយនឹង គឺ វា អត់ មាន អី រីចម្រើន បើ នៅ កន្លែង កាង គេ លោ រឿង នឹង រាល់ ថ្ងៃ ពី យើង នេះ អញ្ចឹង សួរ ថា តើ អ្វី ទៅ ជា អត្តន័យ នៃ ការ រស់ ក្នុង ការ បំពេញ ការ ងារ របស់ យើង មែន ទេ បង មុន ឥឡូវ គិត មើល ឃើញ ដូច ខ្ញុំ ចឹង អត់ ខ្ញុំ បើ ថា រស់ មួយថ្ងៃ ធ្វើ រឿង តដែល ហើយ បើ រឿង តដែល នឹង គ្រាន់ បាន ផល ស្មើ នឹង ដូរ ប្រាក់ ខែ ដូរ បាយ ហូប អា នឹង វា គ្រាន់ បើ ទេ ណា bạn bật phơi rương ta đai năng hơi đôi mình miên ấy đi chìm ra hết cái sợi dây hoài ngày hà năng nhầm cái tầm đang ruột đây nè mẹ nè chẳng ngót bằng vốn anh năng mơ khơi chẳng à miên mà tô lo chi hết cướp cho bát trà trò miên lan lo chi hết cướp cho bát trà trò cướp nẹt đất tây cướp sứt cướp pê về lia cướp mau nẹt đất tây mình chẳng bằng vốn hai đấy bằng xong bằng cuối trang bằng vốn được ngọc nè không cướp bằng vốn được ngọc nè mẹ nè chẳng à năng dừng dương ở trong bài từ mơ rương ấy thông thông mà chẳng dương của bài tiết nơi không party mỗi nâng cử dương này dây bị foundation for success hay sell evaluation and tool ấy cứ chưa chụp nốt sầm khăn để ở dưới nó score bị luôn dương score bị luôn ảnh hay tool say khát đam bây dương vọt về luôn ảnh à nâng cử chụp nốt đá phải giao để trên bị game bà hãy mà cho lòng cắt khó nâng
តើបងប្អូនស្គាល់ខ្លួនយើងកម្រិតណាពី1ដល់10អត់ព្រមទៅរៀនទេតាមពិតតម្លៃនឹងប្រាក់ខែគេឲ្យប្រប៉ុណ្ណឹងតើយើងគ្រប់10តែយើងអត់គ្រប់10ផងគេសុខចិត្តឲ្យមុនទេយើងស្គាល់ចិត្តព្រះលែងទៅរៀនតែមកធ្វើការងារអត់ hit target មែនទេហើយខ្វះគំនិតបដួចផ្ដើមក្នុងការបង្កើនល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបើមានមេល្អគ្រាន់គាត់មកជួយ monitor គាត់គ្រាន់មកជួយ follow up អានឹងគ្រាន់បើហើយចុះបើមេអត់មក monitor មេអត់មក follow up ទៀតមិនសួរឲ្យធូក3ដសៃទៀតដើម្បីឲ្យមេភ្លេចមែនទេអាហ្នឹងតែគ្រូចង់ឲ្យយើងមើលឃើញថាតើយើងធ្វើការក្តីឬក៏យើងរស់នៅក្តីយើងរស់នៅដើម្បីអីដើម្បីដដែលឬក៏ដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនណាអូនស្រាប់គ្រូតន់3គឺ top management top management អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង structure របស់ក្រុមហ៊ុនជាទូទៅគឺគេចែកអញ្ចឹងគ្នាយើងយល់ស្របអញ្ចឹងណាថាគេចែកអញ្ចឹងណាគ្រូនិយាយមកកាន់ខាងណៃគេចែកអញ្ចឹងណាមិនច្បាស់ទេអត់ច្បាស់ទេបើអត់ច្បាស់រៀនហ្នឹងអាហ្នឹងគេចែកអញ្ចឹងអូខេ good បាទហើយពេលដែលយើងប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនពេលដែលយើងប្រតិបត្តិការជំនួយហ្នឹងឬក៏មុខរបរហ្នឹងធម្មតាដើរកាត់ភ្លៀងវាមិនលែងអីទៅទឹកភ្លៀងហ្នឹងមែនទេបាទពេលដែលបញ្ហាមួយកើតឡើងឧទាហរណ៍ថា issue មួយកើតឡើងបញ្ហាមួយកើតឡើងអញ្ចឹងសួរថាពេលដែលជួបបញ្ហាអញ្ចឹងបុកមក front line តើ front line គាត់ត្រូវធ្វើម៉េចបាទគាត់ត្រូវរុញទៅ management ណាបាទជាការពិតផ្ទះដៃអបសាតោមួយគឺរុញទៅ management អាហ្នឹងគឺជា solution ទី1រុញទៅ management បាទចុះមានយោបល់អីផ្សេងទៀតទេបងប្អូនយើងដោះស្រាយក្នុងកម្រិតយើងសិនយើងសួរថាតើបញ្ហាដែលយើង face ហ្នឹងអាចត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងកម្រិតយើងជា front line នឹងអត់មែនទេបងប្អូនអាហ្នឹងគឺបងប្អូនឯកភាពអញ្ចឹងហ៎ឬក៏ពេលដែលជួបបញ្ហាអីក៏ដោយគឺដឹងតរុញទៅ management អរទេហ៎បាទអូខេអញ្ចឹងដូរចិត្តវិញណាអញ្ចឹងផ្ទះដៃរបស់សាតោមួយទៀតបាទបើសិនជាយើងចេះ scan បញ្ហាអញ្ចឹងចេះ scan បញ្ហាអញ្ចឹងចេះញែកបញ្ហាអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាបញ្ហាណា challenge មួយណាដែលអាចត្រូវបានដោះស្រាយកម្រិតយើងជា front line សួរតើតើយើងរែងបញ្ហាបើយើងជាកញ្ឆែងយើងរែងបញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យទៅដល់ middle management យើងច្រើនអត់ពេលហ្នឹង middle management របស់យើងគាត់មានពេលវេលាហៀងតនេបន្តិចមានធម៌ពលតិចក្នុងការជួយគិតអីដែលល្អជាងហ្នឹងទៀតទេឬក៏យើងគិតថាឯងធ្វើមេតួនាទីខ្ពស់ជាងយើងប្រាក់ខែច្រើនជាងយើងអញ្ចឹងត្រូវតែដោះស្រាយរឿងឲ្យច្រើនអញ្ចឹងរឿងណាក៏ដោយប្រមូលឲ្យគាត់ទាំងអស់យើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេយើងដល់ម៉ោងចេញលេងល្មមបាទឬយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងទេដូចអត់ទេមែនទេអញ្ចឹងគ្រូបញ្ជាក់ឡើងវិញមាន2ប្រភេទបើយើងនិយាយពីស្តង់ដាដែលយើងនិយាយពី professional រាល់បញ្ហានីមួយៗគឺយើងបែងចែកចេញជា3 level បញ្ហាណាដែលអាចត្រូវបានដោះស្រាយត្រឹម level 1ពេលដែលចូលមកគឺថា level 1 secret កុំឲ្យទៅលើហើយគូបញ្ជាក់ឬមួយរាល់បញ្ហាដែលមកដល់ហើយយើងចេះតែរុញទៅលើចេះតែប៉ះសេទៅលើណាទី1យើងរួចខ្លួនតែទី2យើងខូច credit យើងរួចខ្លួនមិនបាច់ដោះស្រាយពួកមេយើងគាត់មានការទទួលខុសត្រូវធំជាងយើងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែទទួលហ្នឹងជាការពិតយើងរុញអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែ at the same time you lose credit ពួកយើងគ្រាន់តែជាអ្នកប៉ះសេហ្នឹងហើយបញ្ហាហ្នឹងត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងកម្រិតយើងសោះឧទាហរណ៍តែយើងជាអ្នកលក់ product knowledge យើងអត់បានចេះដឹងពីប្រដាក់ខ្លួនឯងផងហើយគាត់តែគេសួរថាផលិតផលនេះវាយ៉ាងម៉េចអាដេញវត្ថុធាតដើមវាយ៉ាងម៉េចពេលដែលយកទៅប្រើទៅវាយ៉ាងម៉េចហើយតម្លៃវាយ៉ាងម៉េចហើយអាហ្នឹងមកពីណាស្អាប់តែយើងជាអ្នកលក់យើងអត់មានប្រដាក់ណោះលេចផងហើយយើងរុញទៅ supervisor របស់យើង
บางคนอายรุ่นบ้านมาสั่นจะยืมจะบอกกันแล้วไม่ตั้งโจมมาไงปีไงทำไมไปยืมมาเธอการอุปถัมภ์ทมดอยลูกครัวอสดโบราณสู้ไซหัวมีนลูกอสดโบราณนั่งอาหารบำปอนครุบประเพณีอสดโบราณปรามทวีปไม่เฮงมวยคนสามปีวัฒน์เทียดดำมวยป้อนหมกเชียบบาลสลับมวยจำเฮงคลุนซอยพลอยเพศออดโกนตึกนุ่มผายมเลือดเชียมชื่อสละได้เชิงหมอฮาริครุบประเพณีช่วยอายุแวงเรื่องมอมเหมือนงี้ชื่อสัจจำขมิ้นเชียงวัยนั่งจมือตูเตยครุบประเพณีเหมือนชื่อกบราบานดำใบกาเปียตุกมนสหการอบทอมดอยผลลัตภัทไม่ผลลัตภัทไม่เติบมาดาวไม่สลางร่วมเมียนกือเอาสัตว์โบราณจันเอาสัตว์โบราณขมายเอาสัตว์โบราณไปพบโลกผลลัตเจงปีวัฒน์เทียดดามปรามทวีปมีนเตียงประเภทตรามสราสง่าหบโซนเชียกรอบหอมจิตสดมวยร้อยเพียร้อยเอาสัตว์โบราณจันสายสอบตามขบวนดำราอายุแวงในรีจิวงจันหนึ่งรูปมนต์เอาสัตว์โบราณขมายสมัยองโกปจีอ้อจ่าเอาสัตว์โบราณตักไม่เฮงฉงั่งปีศาช่วยประโยชน์ประชังจุ่มงือตูเตอร์ปกุมได้เอาสัตว์โบราณจันขมายโบกรวมปรามทวีปบรรโจลขณีทเวอร์อายุแวงไทม์ทิดพองป้าดมิลมาดฮอตไลน์บำราประชาชนมาเพย์บนเมาส์เลอมาเพย์บนเมาส์โซนปันใบปีพรำดำห้าสมุยโซนกายสพรำหนึ่งโซนปัดประมุยกาเรปีห้าสับประมเปิลโซนกายพรำหนึ่งโซนปัดประมุยกาเรใบมาเพย์ประมุยโจลต้องรับสื่อบนยูทูบหนึ่งวิปิทาสู้เซนหัวสมจุด subscribe หนึ่งรุกกันดังในใบจดตัวบานในวิดีโออัปโหลดทำไมจีจะร้างติดจ้าสมเด็จชูบงอ่อนต่างอักเนียในขยมกิจดำนางจ้าชายดอกบอลกรัวอสบรานสู้สิงหัวดามินลวดชิมวยนั่งอสบรานนั่งอาหารบงปอนกรบประเพณดามินตีตาสแทดนาทีรวมคาซิมเรียบสำหรับบงอ่อนในจ้องเตะโต้สุโฟเมียนปะท้ายสมเตะโต้มาการเลยตู่ซับโซนกลางเปิลเกรย์บุ้นผมบุ้นโซนบุ้นโซนห่อมบุ้นเกรย์ปีกลางมุ้ยโซนกลางแปมเกรย์ปีกลางมุ้ยจ้าในขยมดำนางจ้าชายอสบรานดอกกรัวสู้สิงหัวเมนูอาหารบำปอนนักอสบรานครบประเภทเมนตีตังเนยภูมิตรอภูมิบาลังสระบารายไข่กับภูมิทองยักษ์ย้อมเจดมนางใจใจทมบอลครูสระบารานสู้สิงหูเมนูอสบรานนักอาหารปอนครบหมกสาขากล้องสวงไข่กับบงมุมตีตังทัดเนยต้นหมกซาสัวเจดีสู้ในขยมติดแดงเจดสาขาบอลครูสระบารานสู้สิงหูได้เมนูอสบรานนักอาหารบำปอนครบประเภทដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមលេខ 76C ផ្លូវ 36 សូនីសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌ 30 រាជធានីភ្នំពេញ